rộng khắp thế gian. Ở Tây phương có một Đức Phật hiệu A Di Đà. Nay con xin nguyện nguyện tinh tấn tu hành, đi đứng nằm ngồi niệm Phật A Di Đà. Xin phát nguyện lành niệm Phật A Di Đà. Con hướng nguyện về Cực Lạc A Di Đà. Nguyện một niềm tin thế giới Cực Lạc, nguyện được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Chín phẩm sen vàng trông chờ như mẹ trông con, hoa khai kiến Phật ngộ bất chư Đại Bồ Tát cùng làm bạn hương. A Di Đà rộng khắp thế gian. Ở Tây phương có một Đức Phật hiệu A Di Đà. Nay con xin nguyện nguyện tinh tấn tu hành, đi đứng nằm ngồi niệm Phật A Di Đà. Xin phát nguyện lành niệm Phật A Di Đà. Con hướng nguyện về Cực Lạc A Di Đà. Nguyện một niềm tin được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Chín phẩm sen vàng trông chờ như mẹ trông con, hoa khai kiến Phật ngộ bất sanh bất diệt. Đồng hành chư Đại Bồ Tát kiến Phật ngộ bất sanh bất diệt, đồng hành chư Đại Bồ Tát.